Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài viết Tôi học được gì khi là một vận động viên. Bài viết này do chính mình viết trên Spy Room năm 2017. Hy vọng là tới thời điểm hiện tại vẫn có thể đem lại cho bạn một chút giá trị gì đó. Hoặc nếu không thì để cho vui cũng được. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Hôm trước, có bạn hỏi trên Spy Room Confessions tại sao lâu lâu không thấy ông Please viết bài. Rất xin lỗi tất cả vì thời gian vừa qua mải suy nghĩ việc nước quá nên đầu óc hơi bị ý tưởng và viết thì cũng không xuôi. Là một người có lương tâm, lại được quán triệt sâu sắc tư tưởng, phê bình và tự phê bình là phẩm chất hàng đầu mà thôi. Tóm lại, tôi sẽ cố gắng viết hẳn một series về những điều bản thân học được qua các trải nghiệm từ trước tới giờ để tạ lỗi với các spy rumors. Chú thích, việc nước ở đây là các công việc liên quan tới nước, ví dụ như là bê nước, uống nước cho tới sửa ống nước, đại ý là rất vất vả và nặng nhọc. Lời mở đầu. Ai ai trong chúng ta cũng có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Tôi cũng vậy. Từ sửa ống nước, giao bánh pizza, trồng rau. Nhầm. Từ cọ toilet, giao báo, trồng dâu, tới du học, làm spy room, làm vận động viên hay làm chuột thí nghiệm, vân vân. Mỗi trải nghiệm đều cho tôi những bài học quý báu, thậm chí còn quý hơn cả những gì học được trên trường lớp hay qua sách vở. Thật ra là vì tôi học hành thì bố láo, còn đọc sách thì ít nên thấy thế thôi. Các bạn cứ cho tôi tự sướng tí đây. Series này ghi lại những bài học đó, rất hy vọng có thể giúp ích hay chí ít là mua vui được cho độc giả. Phần 1. Tôi học được gì khi là một vận động viên? Tôi từng là một vận động viên thể dục dụng cụ trong khoảng 10 năm, từ lúc 5 tới 15 tuổi. Đó là một quãng thời gian tuyệt đẹp, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Đùa đấy. Nhìn lại thì đó là một quãng thời gian khá là đáng sợ. Dẫu vậy, 10 năm này đã cho tôi một trong những tài sản lớn nhất của cuộc đời ở thời điểm hiện tại. Sức khỏe và khả năng chịu áp lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời tôi cũng nhận được một di sản không kém phần hấp dẫn. Tới giờ vẫn có đứa luôn gắn tôi với hình ảnh mặc đồ bó, cầm giải lụa uốn éo trên thảm thi đấu. Như thế này này, có điều thì đây là thể dục nghệ thuật, không phải là thể dục dụng cụ đâu nhé. Đây mới đúng này, các bạn hãy nhìn màn hình đi. Như một cánh chim luôn. Hay là đây, hơi bó tí thôi, nhưng mà men lì cộng 1000 nhá. Hoặc là như thế này chẳng hạn. À, nhưng hình ảnh mang tính chất minh họa thôi, tôi thì cùi lắm. Có lẽ một chút thông tin như vậy là đủ để các bạn có được hình dung cơ bản rồi. Giờ thì vào phần quan trọng hơn thôi nào. Tôi đã học được những gì? Bài học đầu tiên, biết trân trọng năng lực của người khác. Phải tập thể thao mới biết khác biệt một tí xíu về trình độ. Có thể phải đánh đổi bằng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giờ luyện tập. Chưa kể có bonus thêm đớn đau và nước mắt. Trong một cuộc thi, khán giả hay người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy tôi có một bài biểu diễn chưa hoàn hảo. Cậu bạn tôi thì khá hơn một tí xíu, nhưng cũng vẫn chưa hoàn hảo. Họ không sai, rõ ràng chỉ có người trong cuộc mới hiểu những gì bản thân phải đánh đổi để đạt tới cột mốc chưa hoàn hảo của riêng mình. Hàng ngàn giờ luyện tập đấy, chưa hoàn hảo đâu, nhưng gần hoàn hảo nhất trong khả năng của tôi rồi. Cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, một tí xíu khác biệt giữa tôi và bạn mình có thể là kết quả từ chênh lệch hàng trăm giờ luyện tập. Một tí xíu thôi, nhưng san bằng được thì hơi bị khó. Điều này giúp tôi học được cách trân trọng những gì người khác làm, đồng thời bớt được thói quen chỉ tập trung vào bề nổi của thành công mà phớt lờ nỗ lực phi thường của những người giỏi hơn mình. Nếu như trong thời trẻ nghé, khi nghe chuyện Bill Gates đánh rơi 5 đô, ông ta không việc gì phải nhặt lên vì trong quãng thời gian đó, 4 giây, ông có thể kiếm được 1.000 đô. Tôi phiên bản nghé chỉ nghĩ đơn giản. Lão này sướng thật, mua được hệ điều hành DOS từ Gary Kindle với giá 50.000 đô, rồi ký hợp đồng với IBM cho phép Microsoft cấp phép MS-DOS cho những nhà sản xuất khác. Dễ dàng kiếm hàng triệu đô, rồi từ đó tiền lại đẻ ra tiền. Giàu thế thì còn gì phải lo. Thật ra thì với tính cách của Bill Gates thì khả năng cao là ông ta vẫn sẽ nhặt tiền thôi, nếu bạn muốn biết thêm. Khi thấy Floyd Mayweather kiếm hàng chục triệu đô mỗi lần thượng đài, tôi phiên bản nghe có khả năng cũng tự nhủ. Tay này đọc chữ còn chẳng xong, được cái đánh đấm giỏi và biết marketing bản thân nên giàu có và sống sung sướng thật. Fun fact, Floyd Mayweather có vấn đề về khả năng đọc. Rapper 50 Cent đã từng châm chọc điều này bằng cách thách thức anh đọc một trang truyện Harry Potter không ngắc ngứ, vấp váp để đổi lấy 750.000 đô. Dĩ nhiên là Floyd không dại gì nhận lời thách thức này.
thể thao giúp tôi nhận ra sự lố bịch của kiểu tư duy này. Hiểu đơn giản thì, khi đã được thông não rằng để hơn được một tí cần cả bầu trời nỗ lực, chúng ta tự khắc biết cách im lặng để học hỏi nhiều hơn từ những người hơn mình một trời một vực. Bill Gates không ngừng đọc sách, nghiên cứu, cập nhật kiến thức dù có khối lượng công việc và trách nhiệm khó tưởng tượng, chỉ để giữ trước khi nghĩ tới chuyện gia tăng khối tài sản của mình. Vậy nếu muốn giỏi bằng một phần của ông ta, cứ luyện để đọc được bằng một phần của ông đã. Floyd Mayweather xuất phát từ một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã tập boxing không ngừng để trở nên giỏi nhất. Anh từng chấp nhận rủi ro rất lớn khi tự chuộc bản thân khỏi hợp đồng với Top Rank để thành lập công ty Mayweather Promotions của riêng mình và thành công trong việc kiếm nhiều tiền hơn. Vậy, nếu muốn được như một phần của Floyd, trước tiên hãy cứ đấm nát vài cái bao cát, học Basic of Lăng Ba Vi Bộ và tìm được cách để nhanh nhạy bằng một phần của anh ta đi đã. Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì? Cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Bài học thứ hai, biết cách vượt qua sự sợ hãi. Sợ khổ, sợ mệt, sợ đau, hay nói rộng ra là sợ bước khỏi vùng an toàn của bản thân, thật ra chỉ là phản xạ tự nhiên ngăn con người đối mặt với nguy hiểm. Trong những trường hợp này, cơ thể tự động tiết adrenaline và cortisol, đồng thời đặt chúng ta giữa hai lựa chọn rất bản năng. Fight, chiến, thắng thì ngon mà thua thì thọt. Hoặc là flight, chạy, chết vinh là cái gì, có ăn được không? Trên thực tế, fight không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu. Chẳng hạn như đừng bao giờ chọn fight nếu phải tay không cân mấy anh xăm trổ có dao dựa. Nhưng không bao giờ chọn fight mà chỉ luôn chọn flight thì mãi mãi chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn, chắc chắn không thể có đột phá. Các cụ đã nói, vào hang mới bắt được cọp, mà muốn vào hang, muốn bắt cọp, trả fight thì làm gì bây giờ? Tập thể thao trao cơ hội cho chúng ta đối đầu và vật nhau với nhiều cọp, tượng trưng cho nhiều nỗi sợ khác nhau trong đời. Cứ mỗi lần vượt qua thì sức chịu đựng sẽ nhích lên một chút. Tới một ngày, bạn sẽ chợt nhận ra bản lĩnh mình cũng được phết, cũng đủ ngang ngửa mấy anh huấn luyện cọp ấy chứ. Vậy là có thể tự tin hành tẩu giang hồ được rồi. Trong trường hợp của tôi với môn thể dục dụng cụ, đây là một số cọp tiêu biểu. Đầu giờ tập, sợ đè dẻo. Kiểu như thế này này. Đây là bài đè đầu gối, mục đích để giúp các vận động viên có đầu gối thẳng đẹp cho các bài thi đấu. Cuối giờ tập, sợ các bài thể lực. Thể dục dụng cụ là môn rất cần thể lực, và đó là lý do các bài tập thể lực của chúng tôi hồi đó thường rất nặng. Bài này là để tăng sức nắm, thường phải treo khoảng vài phút. Tin tôi đi, dù mạnh mẽ thế nào thì bạn cũng khóc lóc, nhăn nhó như mấy nhóc này thôi. Còn đây là trồng cây chuối. Kỷ lục của tôi là 1 tiếng, được xác lập sau khi bị phạt do ngủ dậy không gấp chăn. Vừa làm vừa khóc sưng cả mắt, bình thường thì chỉ phải làm khoảng 10 đến 15 phút thôi. Trong khi tập, sợ chấn thương, sợ tập động tác mới, sợ bị đau vẫn phải tập, vân vân. 7 tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến bạn tập cùng, khi đó 9 tuổi gãy tay. Tiếng gãy kèm hình ảnh cẳng tay bị gấp khúc khi đó là một ám ảnh cho tới tận bây giờ. 9 tuổi, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là mơ màng mất nhận thức sau khi tiếp đệm bằng mặt khi thực hiện động tác mới ở môn nhảy trống. Cũng may là đệm, nếu là đất thì có khi giờ mồ xanh cỏ rồi. Tác động có lẽ là hơi mạnh vào vùng gáy, khiến tôi không nghe thấy gì, chỉ lơ mơ thấy nhòe nhòe trước mắt. Hình ảnh huấn luyện viên lo lắng chạy vội ra massage gáy cho mình, may mà một lúc sau cũng tỉnh. 13 tuổi, tôi gãy tay lần đầu. Nguyên nhân là do bao tay, một dụng cụ hỗ trợ giảm bong ra tay khi tập xà, cũ quá nên bị quấn vào xà. Tiện thể là tay cũng bị cuốn theo. Đó có lẽ là một trong những chấn thương nặng nhất, còn trước và sau đó thường chỉ bong gân, giãn dây chằng, sưng tím chân tay. Cũng có vài lần chạm tới xương, nhưng nặng nhất chỉ bị dạn chứ không tới mức gãy như vậy. Bong tay khi tập xà là chuyện thường, tập tiếp khi bong tay cũng bình thường luôn. Bạn có sợ không? Tôi thì có. Mùa đông, sợ thời tiết. Mùa đông chân tay hơi nghỉ một chút là lại lạnh ngắt. Do đó tôi luôn rất sợ, lỡ cảm giác không tốt mà chấn thương thì toi. Và cũng sợ va chạm nữa. Mùa hè chân tay đập vào xà đau 1 thì chắc mùa đông phải đau 10. Mùa hè, sợ vì không được đi học. Trong năm học, tôi chỉ phải tập 1 buổi mỗi ngày, khoảng 3 tiếng một buổi. Nghỉ hè, không đi học, tốt quá, dành thời gian đó để tập luyện. Vậy là từ 1 buổi 3 tiếng trên ngày, thành 2 buổi trên ngày, mỗi buổi 3 tiếng. Sau khi sống sót qua tất cả, tôi ngộ ra được một vài câu nghe cũng khá deep. Sợ hãi là bản năng, còn đối mặt và vượt qua sợ hãi là bản lĩnh. Không một ai có thể phát triển nếu luôn để bản năng lấn át bản lĩnh của chính mình. Sợ thất bại là cảm xúc bình thường,
nhưng sợ tới mức không dám chấp nhận rủi ro thì không thể thành công. Sợ bị từ chối cũng giống vậy. Có điều sợ tới mức không dám thổ lộ tình cảm với crush thì muôn đời vẫn chỉ đi cầu mưa mỗi dịp 8 tháng 3, 14 tháng 2, 20 tháng 10. Mà theo xu hướng bây giờ, mấy ngày đó càng mưa thì các cặp đôi càng thích. Nên nếu không muốn tiếp tục khóc thì mạnh dạn lên bạn ơi. Bài học thứ 3, sống và tư duy độc lập. Tôi học được bài này phần lớn nhờ trải nghiệm sinh hoạt tập thể với các đồng đội từ khi còn nhỏ. Coi vậy thôi nhưng hơi bị quý giá. Nhờ quãng thời gian đó mà tới giờ vẫn luôn dám vỗ ngực tự tin về khả năng thích nghi, quăng đâu cũng sống khỏe được của bản thân. Có nhiều giai đoạn, cả tuần tôi ở đơn vị, sáng đi tập, chiều được đón đi học, tối tự đi xe buýt quay về đơn vị, tự học rồi đi ngủ. Cứ vậy cả tuần, tới tối thứ bảy được về một hôm, tối chủ nhật lại lên. Thường mỗi tuần kháng chiến này tôi được mẹ cấp cho 2 lốc sữa Mộc Châu, một hộp bánh mặn AFC, vài gói mì Hào Hảo và khoảng 20.000 để thỉnh thoảng đi uống sữa đậu nành. Việc ăn uống không cần quá lo lắng vì một phần cũng được báo cơm chế độ nên ba bữa chính nhìn chung là đầy đủ. Nhưng việc khác thì không đơn giản như vậy. Học. Bố mẹ xin huấn luyện viên cho tôi được đi học trường thường như một trường hợp cá biệt. Các bạn đồng đội thì đều phải chuyển về học trường ngay cạnh đơn vị cho dễ đi lại. Như một lẽ dĩ nhiên, các thanh niên kia không quan tâm nhiều lắm tới chuyện học, khiến giờ tự học mỗi buổi tối chủ yếu biến thành giờ đùa nhau. Trẻ con nên ham chơi, học được trong không khí đó hơi khó. Vì vậy tôi thường chọn lúc tất cả đã đi ngủ rồi mới học kỹ hơn. Cái gì cũng phải đánh đổi, mà muốn đẹp trai thì phải biết quyết định cu ngầu. Trời, thời đó rộ lên mấy game võ lâm truyền kỳ, MU, đồng đội tôi thằng nào cũng chơi và chém gió suốt ngày. May mà quyết định sáng suốt nên không chơi. Nhưng game thì chưa phải thứ cần cảnh giác nhất. Cả khu trung tâm thể thao của tôi hồi đó có rất nhiều vận động viên thuộc nhiều bộ môn. Trong đó đặc biệt có mấy tay bóng chuyền độ tuổi dậy thì, thanh niên nhu cầu sinh lý cao và vốn rất thích đầu độc trẻ em. Nói chung là nên tránh thì tốt. May là tôi cũng tránh được. Đéo tin. Sinh hoạt, đấm nhau suốt ngày. Hôm nay cặp này thì mai cặp kia. Lôi tên bố mẹ nhau ra chửi, khích bác rồi lại quay về vòng xoáy đấm nhau. Đấm chán rồi lại vẫn phải hò nhau đi làm mấy việc cá nhân bình thường như giặt giũ, quét dọn, nấu nướng, vân vân. Mà bạn biết rồi đấy, mấy vụ này khi ở trong tập thể có sự phân chia quyền lực không đồng đều, sẽ có nhiều cách sử dụng quyền lực mềm hay vũ lực để phân chia lao động cũng không đồng đều luôn. Nhìn chung, nếu không có nhiều quyền lực thì cũng phải học được cách xử sự khôn ngoan, khéo léo một chút nếu không muốn thành nạn nhân bất đắc dĩ. Cuộc sống thì cứ thế trôi, còn bài này thì hết rồi. Bye, have a great time. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.